Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ. Lớp sâu bọ có số loài phong phú nhất trong thế giới động vật, khoảng gần 1 triệu loài, gấp 2-3 lần số loài của các động vật còn lại. Hàng năm, con người lại phát hiện thêm nhiều loài mới nữa. Sâu bọ phân bố ở khắp nơi trên trái đất. Hầu hết chúng có thể bay và trong quá trình phát triển có biến thái. Cơ thể lột xác thay đổi hình dạng nhiều lần cho đến khi trưởng thành. 1. La mã, một số đại diện sâu bọ khác. 1. Sự đa dạng về loài, lối sống và tập tính. Giới thiệu một số đại diện sâu bọ thường gặp xung quanh chúng ta. Hình 27.1. Mọt hại gỗ. Hình 27.2. Bọ ngựa bắt mồi. Hình 27.3. Biến thái không hoàn toàn của chuồn chuồn. Hình 27.4. Ve sầu. Hình 27.5. Bướm cải. Hình 27.6. Ong mật đang hút phấn. Hình 27.7. Muỗi và ruồi. 2. Nhận biết một số đại diện và môi trường sống. Sâu bọ phân bố rộng khắp các môi trường trên trái đất như dưới nước, trên cạn, sống tự do và ký sinh. Ở đâu cũng gặp rất nhiều sâu bọ, đặc biệt là ở thiên nhiên nhiệt đới. Lựa chọn con đại diện điền vào ô trống trong bảng 1. Bảng 1. Sự đa dạng về môi trường sống. Các em kẻ bảng gồm có 3 cột, 5 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, số thứ tự. Cột 2, các môi trường sống. Cột 3, một số sâu bọ đại diện. Từ hàng thứ 2 đến hàng thứ 5, cột 1, các em đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4. Hàng thứ 2, cột 2, ở nước. Tại cột này, các em chia đôi thành hai hàng nữa. Hàng trên mặt nước. Hàng dưới, trong nước. Hàng thứ 3, cột 2, ở cạn. Tại cột này, các em cũng chia thành 4 hàng. Hàng thứ nhất, dưới đất. Hàng thứ 2, trên mặt đất. Hàng thứ 3, trên cây. Hàng thứ 4, trên không. Hàng thứ 4, cột 2, ký sinh. Tại đây các em cũng chia thành 2 hàng. Hàng ở trên, ở cây. Hàng ở dưới, ở động vật. Hàng thứ 5, cột 2, các đại diện để lựa chọn. Cột 3, bọ ngựa, dế mèn, dế chũi, bướm, ong, ấu trùng, ve sầu, bọ hung, ấu trùng, chuồn chuồn, bọ gậy, bọ vẽ, bọ rầy, cháy, giận, vân vân. 2. La mã, đặc điểm chung và vai trò thực tiễn. 1. Nhỏ, đặc điểm chung. Có nhiều cách nhận biết đặc điểm chung của sâu bọ. Sau đây là các đặc điểm dự kiến. Thứ nhất, vỏ cơ thể bằng chitin vừa là bộ xương ngoài vừa là chiếc áo ngụy trang của chúng. Thứ hai, thần kinh phát triển cao, hình thành não là cơ sở của các tập tính và hoạt động bản năng. Thứ ba, sâu bọ có đủ 5 giác quan: xúc giác, khứu giác, vị giác, thính giác và thị giác. Thứ tư, cơ thể sâu bọ có 3 phần: đầu, ngực, bụng. Thứ năm, phần đầu có 1 đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh. Thứ sáu, sâu bọ hô hấp bằng hệ thống ống khí. Thứ bảy, sâu bọ có nhiều hình thức phát triển biến thái khác nhau. Thứ tám, sâu bọ có tuần hoàn hở, tim hình ống, nhiều ngăn nằm ở mặt bụng. Các em hãy thảo luận và chọn lấy các đặc điểm chung nổi bật của lớp sâu bọ bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng. 2. Vai trò thực tiễn. Một số sâu bọ rất có ích. Thời cổ, người Ai Cập đã coi tổ ong mật như một xưởng bào chế dược phẩm. Nước ta có nghề trồng dâu, nuôi tằm, kéo tơ, dệt lụa từ lâu đời. Tuy thế, một số lượng lớn sâu bọ phá hại cây trồng đáng kể, có thể làm giảm tới 20% sản lượng thu hoạch hàng năm. Hãy điền thêm tên sâu bọ và đánh dấu vào ô trống chỉ vai trò thực tiễn của chúng ở bảng 2. Bảng 2. Vai trò thực tiễn của sâu bọ. Các em kẻ bảng gồm có 10 cột, 8 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, số thứ tự. Cột 2,
Các em chia đôi ô thành hai nửa tam giác bằng nhau. Nửa trên ghi các đại diện, nửa dưới vai trò thực tiễn. Cột 3. Ví dụ, ong mật. Từ cột 4 đến cột 10, các em tự tìm các ví dụ. Từ hàng thứ 2 đến hàng thứ 8, cột 1 các em đánh số thứ tự từ 1 đến 7. Hàng thứ 2, cột 2, làm thuốc chữa bệnh. Hàng thứ 3, cột 2, làm thực phẩm. Hàng thứ 4, cột 2, thụ phấn cây trồng. Hàng thứ 5, cột 2, thức ăn cho động vật khác. Hàng thứ 6, cột 2, diệt các sâu hại. Hàng thứ 7, cột 2, hại hạt ngũ cốc. Hàng thứ 8, cột 2, truyền bệnh. Qua bài học này các em cần nắm vững. Sâu bọ rất đa dạng về số loài, cấu tạo, môi trường sống và tập tính. Chúng phân bố rộng khắp các môi trường sống trên hành tinh của chúng ta. Sâu bọ có các đặc điểm chung như cơ thể có 3 phần riêng biệt, đầu có 1 đôi râu, ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh, hô hấp bằng ống khí. Sâu bọ có vai trò quan trọng trong thiên nhiên và trong đời sống con người. Một số sâu bọ làm hại đáng kể cây trồng nói riêng và nền sản xuất nông nghiệp nói chung. Câu hỏi 1. Hãy cho biết một số sâu bọ có tập tính phong phú ở địa phương. 2. Trong số các đặc điểm chung của sâu bọ, đặc điểm nào phân biệt chúng với các lớp chân khớp khác? 3. Địa phương em có biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường? Em có biết, riêng đối với cây lúa ở nước ta, người ta đã thống kê được có hơn 300 loài sâu bọ khác nhau làm hại từ giai đoạn mạ đến giai đoạn gặt lúa về. Đôi khi phun thuốc trừ sâu lại khiến sâu bọ phá hại nhiều hơn vì thuốc chỉ diệt các loài sâu bọ có ích, làm các loài có hại được mặc sức hoành hành. Một số sâu bọ như bọ ngựa, bọ rùa, ăn thịt các sâu hại. Một số loài ong đẻ trứng trong cơ thể sâu róm đẻ ấu trùng ký sinh ở đó. Nhóm sâu bọ có ích này được gọi là thiên địch, tức là kẻ thù tự nhiên của sâu hại cây trồng.